Ví dụ chúng ta sẽ có ba quyền chính ở đây, đó là quyền admin, quyền mod và quyền member. Đúng chưa? Ba quyền này thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Quyền admin thì có toàn bộ tất cả các quyền từ chỉnh sửa category này, bài viết này, rồi thì thêm sửa xóa phân quyền cho các cái khác. Quyền mod thì sẽ chỉ có quyền xử lý bài viết và thay đổi mật khẩu của mình như là trả lời comment thôi. Còn cái quyền member thì sẽ chỉ có quyền là comment thôi, comment trên bài viết, trên bài post của chúng ta chỉ có mỗi bằng này quyền thôi, chứ chúng ta không cho phép nó được. Thứ nhất là không được phép vào trong trang quản trị. Cái thứ hai là nó nếu mà không đăng nhập cũng không làm được cái việc này luôn. Được chưa? Bây giờ chúng ta làm thế nào để phân được cái quyền này? Nếu mà đưa ra thực tế thì chúng ta có rất là nhiều cái phân quyền, chứ không phải chỉ có một hai cách. Nhưng mà hai cách nổi tiếng nhất và cơ bản nhất sẽ như sau. Chúng ta sẽ có các cái thứ nhất là chúng ta sẽ có các cái bảng user và bảng role. Bảng user này là thông tin của tài khoản này. Bảng role này là các cái quyền trong hệ thống. Ví dụ ở đây chúng ta có 3 quyền admin, mod, member. Thì cái cấu tạo của bảng role này nó sẽ như sau. Có là role ID này, rồi role name này. Có mỗi thế này thôi. Nếu thích thì cho thêm cái status là trạng thái role này có được hoạt động hay không. Bởi vì nhiều khi chúng ta không hứng chí lên, chúng ta khóa tất cả member lại, chỉ đơn giản là thay đổi cái status của role này là tất cả các user thuộc về cái role này là không được phép login vào hay là không được phép comment gì nữa. Đó là cái nếu chúng ta thích thêm phần status thì bạn tiếp theo chúng ta có thể có thêm những cái quyền nữa, ví dụ như kiểu là quyền owner hay là quyền support chẳng hạn. Hot là moderator, quản trị viên. Ví dụ như quyền như thế này thì theo các bạn một hệ thống, trong một hệ thống thì chúng ta sẽ có thể có một user sẽ có bao nhiêu quyền hạn, có thể là một nhiều hay là nhiều hay là một user sẽ có nhiều quyền. Thế một quyền thì sẽ có bao nhiêu user? Nhiều. Thế vậy quan hệ của hai thằng này là gì? Nhiều thì chúng ta thường thường sẽ viết bằng user role. Thì chúng ta sẽ có là user ID, role ID. Đấy, đây là cách giải quyết của chúng ta. Khi mà để nó biết rồi nó lại thuộc quyền gì thì chúng ta quay đi trong này để biết là nó thuộc cái ID nào thì là biết là nó thuộc quyền gì. Ngoài ra thêm một cái phần bên role này nữa. Role này thì thấy ra ấy, chúng ta có nhiều hệ thống ấy, nó sẽ quy định là từng cái quyền này được phép truy cập vào những cái màn hình nào luôn. Được phép truy cập vào màn hình nào nữa. Thì chúng ta sẽ phải config thêm một cái bảng như sau. Cái phần này xong rồi tạm thời xóa đi nhé. Chúng ta sẽ phải config thêm một bảng nữa như sau. Bảng đấy là bảng page. Bảng đấy là bảng page. Thì chúng ta sẽ có ví dụ như kiểu page 1. Page ID sẽ có ID này, page name này, rồi thì status này, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ có cái page là category list chẳng hạn, chúng ta đặt ID nó là 1, category s chúng ta đặt nó là 2, category edit đặt nó là 3, quyển 3 chẳng hạn, đúng không? Và category delete đây cũng không hẳn là page đâu, đây là cái function, cái tên chức năng thôi. Thì chúng ta sẽ map như sau. Những cái này là chúng ta chỉ là sinh ra để đối chiếu với những cái màn hình thực sự chúng ta code ra thôi, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ xử lý như sau. Nếu một quyền nào đấy được phép làm gì á, thì chúng ta sẽ định nghĩa như này nhá. Sau đó chúng ta sẽ edit cái quyền này với cái màn hình như này, và thực tế ra là hai cái mối quan hệ này cũng là nhiều, đúng không? Một màn hình có thể được quản trị bởi nhiều role và ngược lại cũng vậy,
được chưa? Thì chúng ta sẽ có quan hệ là role page chẳng hạn. Role page thì chúng ta sẽ có role ID và page ID như thế này, và chúng ta sẽ có cái màn hình như sau, cái màn hình dạng như này. Đây sẽ là role name, role thì đây là tên của nó này. Sau đó chúng ta sẽ có những ô checkbox, đây là màn hình get list, get add, rồi cái gì đấy nữa, trở nên trống. Bên này có rất là nhiều như này, thì chúng ta cứ tích vào. Thì khi mà tích vào này mà submit lên thì là cái role đấy có quyền được truy cập vào những cái màn hình này. Thì chúng ta khi sau này khi mà vào những cái màn hình, ví dụ như cái category list chẳng hạn, thì chúng ta sẽ làm sao? Bây giờ sao? Kiểu gì? Kiểm tra trong cái bảng trước xem cái thằng user đang đăng nhập ấy có thuộc về cái role được phép làm cái việc này không thì mới cho nó vào. Còn nếu mà không có thì chúng ta sẽ đẩy sang cái thứ link 3 là page forbidden, không có quyền truy cập vào đây. Thì đấy là cái mô hình khi mà chúng ta quản lý từng cái của cái role này. Được chưa? Sẽ có những cái bạn thắc mắc với tôi là tại sao không nối luôn từ user vào role đi? Tại sao không làm cái việc đấy? Đúng không? Tại sao không làm cái việc này mà phải thông qua thằng role này là quái rồi đó. Đúng chưa? Chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái việc này. Nhưng mà nếu mà các bạn làm thế, các bạn sẽ không có cái nhóm người dùng, không có nhóm user. Mà các bạn làm cái gì từng thằng một, các bạn lại phải xét nó bằng tay. Đúng chưa? Phải xét nó bằng tay. Thế cho nên là cái công việc chúng ta sẽ vất vả rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ có thể là khi mà chúng ta nếu mà chúng ta thích thì chúng ta có thể là làm cái role này, chúng ta làm một cái bảng role thì thường thường nó chỉ đơn giản như này thôi. Đây là role name này, đây là thích thì status này, đúng không? Đây là tên status. Sau đó bên này chúng ta sẽ có là add, bên đó thường là add user, đúng chưa? Bấm vào đây nó bật ra một cái model danh sách các cái user trong hệ thống, và nó lại có checkbox như này. Cứ tích vào đâu và submit xuống thì là cái thằng user đấy sẽ ép vào trong cái role này và chiếu vào trong bảng. Thì đấy là cái phần quản trị cái phân quyền mà nó khá là chuyên nghiệp rồi. Làm mất thời gian phết đấy, bởi vì hầu hết ở đây chỉ là thực ra chúng ta có 3 đối tượng user, role và cái page này thôi, page chức năng thôi. Thì chúng ta chưa tính đến thằng này là còn có quan hệ tự cha con như chị nói này. Thì chúng ta sẽ khi mà làm này như bọn tôi làm rơi tầm nửa tháng hoặc 2 tháng làm. Bởi vì làm như này thì nó chuyên nghiệp hơn và nó chặt chẽ hơn rất là nhiều so với cái cách chúng ta làm kiểu nông dân cơ bản. Được chưa? Đây là cách thứ nhất, có nó thắc mắc gì không? Nên đi vào, tôi nói thật đấy, nên đi vào ngày xưa ấy, cái thời năm đầu tiên ra tôi bắt đầu đi làm, không biết phân quyền gì luôn, không biết nó làm phân quyền kiểu quái gì. Không biết, thế là bây giờ mới bắt đầu là đến lúc đi làm khoảng năm 2, năm 3 thì mới vào bao bấm những cái dự án thực tế thì người ta phân quyền kiểu này thì đi học lọc. Ghi vào, lấy giấy mở rồi mà ghi vào, chụp ảnh không về xem bao giờ đâu, yên tâm. Ôi giời, may hay cháy giờ là mất cái iPhone. Để sao không làm cột lâu ở trong cái gì? Nếu mà có role ở trong user thì một user chỉ được phép làm với một quyền thôi. Được chưa? Tiếp tục này, về cái phần page này, nó cũng là cả một phần chức năng to đấy, không đơn giản đâu. Cái phần page này chúng ta sẽ xử lý như nào? Thường thường ấy, page nó sẽ có, ví dụ như các bạn để ý này, để vào được phần add category và delete những cái thằng này, thường thường chúng ta phải bắt buộc phải vào được thằng này đã, đúng không? Bắt buộc phải vào được thằng này thì mới làm được những công việc này, đúng chưa? Thì mọi người hay gọi là cái này gọi là cái module. Còn những cái thằng này là thằng con của module này, được chưa? Thì mình sẽ có là cái parent page bằng cái số, ví dụ thằng này là con của thằng này, chúng ta để là số, đây là parent page là bằng số 1 luôn, 1. Và khi chúng ta tích, ví dụ cái danh sách đây nhá, đây là cái danh sách như này, cái checkbox như kiểu dạng như này, đúng không? Thì khi chúng ta tích thằng dưới thì bắt buộc thằng trên là phải được tích, được chưa? Nhớ nhá, khi mà tích thằng dưới thằng trên thì bắt buộc phải được tích. Còn nếu mà chúng ta
thằng này đang đang không có gì chúng ta tích một thằng này, tích một mình thôi, thì không có nghĩa, không có nghĩa ngược lại là tất cả những thằng con đều được tích. Hãy lưu ý cái việc này, bởi vì nó không có quan hệ nào cả. Có nhiều người chỉ vào được xem, người ta tạo ra cái quyền chỉ để xem cái danh sách danh mục thôi, không có quyền chỉnh sửa gì cả. Hết phim. Thấy chưa? Hãy lưu ý. Còn có những cái thằng chỉ có thể ép thôi, có những thằng chỉ để edit và có những cái thằng chỉ để suốt ngày ăn xong xoay xem là cái danh mục này đã hợp lý hết chưa, xoay đi. Vậy thôi. Thế cho nên là hãy lưu ý, chúng nó có quan hệ cha con, và cha con là chỉ có cha con theo khi tích thằng con thằng cha. Âu cũng được tích. Đó. Đấy là cách thứ nhất, cách này nó phức tạp hơn và làm nó rất là mất công. Nhưng nếu mà cho những cái website lớn ấy, thì bắt buộc người ta phải làm như thế này. Bắt buộc phải làm như thế này. Để cho nó chặt chẽ. Cách thứ hai là gì? Cách thứ hai đúng như các bạn vừa nói, là trong một, nếu mà các bạn xác định làm cái website nhỏ, làm những làm phân quyền, thì cái trong hệ thống chúng ta có đơn giản ba quyền, đó là admin này, rồi thì mod start chẳng hạn, rồi thì member. Đây là 1, 2, 3, được chưa? Được chưa? Không được đâu. Khi mà làm quyền ấy, làm cái gì liên quan đến quyền đấy, thì chúng ta nên để những cái con số này nó tách nhau được khoảng ít nhất là 100 đơn vị. Ví dụ để thằng này là 900 này, thằng này là 400, thằng này là 100. Biết vì sao? Con à. Đó. Biết vì sao? Tại sao tôi để 900, 100, 100? Thằng admin thì nó là thằng em được. Chẳng liên quan. Thế mày có để 1, 2, 3 đi không nha? Là sự 1, 2, 3, 3. Không phải. Không phải lý do vì sao người ta để tách ra như này. Không phải như Hải nói đâu. Nó đơn giản là như sau. Nhớ sau này thêm quyền nằm giữa này xong. Chẳng được. Đúng nhỉ? Để tách nó ngay. Bởi vì cái này nó không thay đổi nhiều. Nên cứ để tách thoải mái lắm. Chẳng nên chẳng ảnh hưởng gì cả. Chúng ta hát code ở trong cơ sở dữ liệu các bạn này thì nó bằng này thôi. Cho nên là sau này nếu nhớ một thằng nào đấy nó là order, thằng này thì chỉ được phép là vào sửa bài viết, gửi bài viết và sửa bài viết của nó thôi, đúng không? Thì nó phải chen vào giữa đây, chúng tôi tích để 200, đúng không? Thì nó sẽ có thêm cái quyền gì đấy là xong, được chưa? Thì chúng ta sẽ thiết kế thêm cái bảng user như này, ID này, email này, ba chấm các chữ khác, sau đấy thêm là Role là 100, 200, 100, 200, 400, 900. Vậy là xong. Sau đó xong trong code thì chúng ta config lại một lần nữa. Đã được. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái cách dễ này trước. Mà cách kia không làm đâu, mất thời gian lắm. Làm cách kia thì chưa chắc xong cái khóa này đã xong được cái phần phân quyền. Cái gì cũng thích khó nhưng mà nó làm khó rồi không có hiểu có làm được đâu. Không hiểu được đâu, các bạn không làm được đâu, yên tâm. Bây giờ cứ làm được những cái gì dễ trước đã, kiếm những cái đồng sau này học xong ra nhận vài dự án khoảng 4-5 triệu làm trước thì làm cái cách này là dễ nhất rồi, kiếm tiền lẻ trước xong đi làm các bạn sẽ được vào với cái cách kiểu kia. Ví dụ chúng ta sẽ làm migrate tiếp. Make migrate a migration enter table user app role column trừ table bằng user.
Không nhỉ? Trông cái con này như con chết trôi vậy. Rồi. Ở đâu nhỉ? Database này. Migration này. Đây. Chúng ta sẽ có dollar table cho đến integer. Chết rồi, lâu lâu mình không được code giờ thấy ngu đi rồi. Integer là clone và để cho nó default value, default là 100. Tất nhiên chúng ta không có nullable thì cột này sẽ là not null. Không nhá. Rồi chạy thôi. PHP artisan migrate. Rồi. Mở DB ra coi xem thằng user này được chưa. Xong được ta. What? Sao tôi không thấy nhỉ? Trời này. Không thấy báo lỗi luôn. Không có thật này. Ở đâu nhỉ? Ở đây. Chắc chắn không phải đây rồi. Ô hay. What the fuck? Under table. Ôi tôi chết rồi, tôi chưa xếp. Rollback của mình là gì ta? Hai chữ L. Đúng rồi, hai chữ L đây rồi. Rollback. PHP artisan migrate rollback. À, hai chấm rollback. Đây rồi, có role 100 rồi. Ví dụ như tôi sẽ set cho thằng admin này bằng role là 900. Còn thằng thường dân author này thì nó sẽ có role là 100. Ví dụ thế.
Được chưa? Cái em nào? Đây là cô lấy DV của tôi, lấy DV của tôi đúng không? Cô lấy DV là 176 ạ. Cô bảo có anh. Đã bật máy SQL chưa? Xong chưa? Các bạn sửa lại cho tôi, thằng admin là 900, thằng role này là 100 chẳng hạn. Chúng ta sẽ viết viết phần phần phân quyền cho nó trong này, phần cái gì nhỉ? Middleware nó trong này. Được chưa? Cái gì đây? Xong chưa? Rồi bây giờ các bạn coi nhá, chúng ta vào trong tài liệu, chúng ta search cái từ middleware. Được chưa? Thì nó định nghĩa rất dễ ở đây cho chúng ta. Thứ nhất để tạo ra cái thứ nhất này, chúng ta xem cái intro DU này để xem cái middleware là cái gì. Cái thứ hai nữa là cái định nghĩa, chúng ta bắt đầu định nghĩa ra cái middleware. Các bạn tìm hiểu tôi xem cái middleware là cái gì trước đi, sau đó tôi sẽ giải thích lại một lần nữa để các bạn thấm hơn. Đầu tôi phần intro DU này, xem middleware là cái gì. Chỉ đọc mỗi đoạn này là hiểu rồi. Không phải lỗi đấy là lỗi gì? Sửa lại một password của chúng kia không? Mới sửa lại nó vẫn bảo trắng đi. Không phải nghỉ đúng không? Anh biết được cô lọc này đúng à, như máy làm gì đã có Laravel. Chưa cài công dơ đúng không? Cài Laravel chưa? Vâng. 10 giờ.
Ngày xưa tôi bị trộm vào nhà nó cắt khóa luôn. Nhưng mà vào nhà xong lại đi ra. Nhà chẳng có gì. Được chưa? Dỗ middleware là gì? À, người lấy tới phòng thầy hỏi lại tôi là cái để mà lọc các cái link web HTTP. Lọc cái gì? Các cái link web HTTP. Rồi sao nữa? Nếu trong cái life cycle nó đặt ở đâu? Nếu trong cái life cycle của Laravel thì nó nằm ở đâu? Là cái vòng đời ấy, vòng đời của ứng dụng Laravel ấy. À, nó nằm ở khi mà cái này là người request lên trong controller gì vậy? Trong controller? Không. Tất nhiên rồi. Lại nằm trong middleware. Nhét cái dép vào mồm rồi. Nhảm nhí. Nằm đâu? Nào, cái mong đời của mốt đồ. Nào, cái vòng đời của ứng dụng Laravel nó bắt đầu từ những cái gì nào? Từ cái gì? Request gửi lên đến đâu? Từ request. Đến đâu? Con controller rồi này. Lại đến view. Vào xong rồi đến rồi respond lại đúng không? Đúng chưa? Thực tế ra là đi phải trả cho các controller và từ controller respond đấy là phải đúng. Đúng chưa? Nó là như thế này. Nhưng mà sao cái round của cái middleware chúng ta sao? Thường thường cái middleware, cái middleware đúng không? Bạn biết nó đặt ở đâu? Tại sao gọi là middle? Từ giữa, ở giữa, đúng không? Thì nó nằm đây. Round OK có nhận, có xác nhận là cái khi mà chúng ta gửi một request lên dựa vào URL đúng không? URL được định nghĩa ở trong cái request đúng không? Tuy nhiên khi mà request gửi lên, round có nhận và xử lý được. Nó sẽ lại tiếp tục chúng ta sẽ nhét thêm nếu mà ở cái request nào mà chúng ta cần phải bảo mật, cần phải check điều kiện của cái request thì chúng ta sẽ nhét thêm vào giữa trước khi nó call đến cái controller này. Nó sẽ có một cái đoạn code để phải check những cái thông số từ request kia gửi lên. Nếu thỏa mãn thì cho chạy tiếp, còn nếu không thỏa mãn thì chúng ta hoàn toàn có thể đẩy ngược lại respond hoặc là call đến một cái view nào đấy, có thể call thẳng từ middleware đến view. Và từ middleware này chúng ta có thể là respond lại dữ liệu cho trình duyệt luôn và đẩy sang một trang nào khác, trả cho người ta một cái message nào đấy từ cái middleware này, và nó là cái thằng phần tử nằm giữa round và controller. Thì đấy nó là cái ý nghĩa của thằng middleware. Được chưa? Và khi mà chúng ta code middleware, bắt đầu code ra những cái middleware của riêng mình thì chúng ta sẽ đặt nó ở trong app HTTP middleware. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo ra một cái middleware trước đã. Rồi, chúng ta sẽ như sau. PHP artisan make 2.middleware. Middleware cách tên của middleware. Ví dụ đây là is admin chẳng hạn. Enter xuống. Hình như mình biết có gì đó không đúng. Quên. Y chữ Y viết hoa. Chờ tí. HTTP này. Middleware này. Xóa đi. Is admin. Bởi vì tên file bao giờ người ta cũng sẽ đặt theo kiểu capitalize.
Đáp. Lỗi gì? Xem đi. Với giấy rồi ở viết. Rồi chúng ta tạo ra cái middleware nhá. Đây trong này nó có mấy dòng rồi, như sau. Được chưa? Trong này có mấy dòng rồi. Thứ nhất chúng ta có thể check được cái request. Chúng ta nhìn này, trong này có cái request. Được chưa? Cái request này là tất cả các thông tin từ dưới màn từ dưới cái trình duyệt gửi lên. Tất cả các thông tin từ dưới trình duyệt gửi lên, bao gồm cả nếu mà chúng ta submit cái form nó cũng gửi. Chúng ta hoàn toàn có thể tương tác với lấy được cái dữ liệu của form đấy từ đây luôn. Được chưa? Cái thứ hai là cái next. Cái next này nó là cái
cái request à, cái đường dẫn tiếp theo, đường dẫn nếu mà pass qua thì chúng ta next luôn đến tiếp theo. Nếu mà chúng ta ở đây chúng ta kiểm tra xem user có role ID là bao nhiêu thì chúng ta sẽ làm như sau. Ví dụ chúng ta tiến hành use app sược user. Ở trong này chúng ta tiến hành là $role à thôi, $này. Cái này cũng chẳng cần đâu. Xin lỗi các bạn đây. App illuminate cái gì đấy odd ấy. Controller này. Odd đâu nhỉ? Đây không? Chúng ta tiến hành use illuminate support packet odd. Chúng ta sẽ được phép là viết như sau: if odd user trỏ đến cột gì để biết được ai role của nó. Role nó lớn hơn 100 thì mới được phép return next. Được chưa? Còn nếu không thì chúng ta sẽ tiến hành là return forbidden chẳng hạn. Tôi nhớ là hình như tôi có cái 403 nào đấy. Đấy 404 á. Hoặc là return view cơ. admin.404. Được chưa? Sau đó chúng ta đọc tiếp tài liệu. Sau khi định nghĩa ra xong, sau khi định nghĩa ra xong này thì chúng ta sẽ tiếp tiến hành là đăng ký cái middleware này với cái kernel, tức là cái core, cái nhân core của project của mình. Thì chúng ta mở cái app file là app.http://kernel.php ra. app.http://kernel.php. Tìm nhanh thì Ctrl P pẹt cái đường dẫn lúc nãy xuống. Đây kernel đây. Được chưa? Nhét nó xuống. Sau đó nếu mà chúng ta muốn đưa cái này vào sử dụng á, đây round middleware này. Nếu muốn đưa cái này vào sử dụng, chúng ta chỉ đơn giản như sau. Ví dụ đây là tôi đặt đây là is admin chẳng hạn. Chúng ta sẽ trỏ đến cái file CS kia. À cái file is admin, sao lại có cái file is admin này đây nhỉ? Ồ, sao file này tên là is ngắn nhỉ? À đây nó cách thôi. Chúng ta sẽ có là app.http middleware. Đây. Sược app.http middleware sược is admin 2.2. class. Úi giời ơi. Phải. Thế là xong.
Được chưa? Xong chưa? Tiếp theo này, chúng ta bê cái tên này đi. Copy cái tên này. Tên này thích, chúng ta nó là text nhá, chúng ta thích đặt nó là cái gì đặt, copy cái tên này. Sau sau đó chúng ta sẽ tiến hành là như sau. Nếu tôi thích cái đường dẫn là cái URL nào của tôi ấy là bắt buộc phải có cái quyền là admin thì mới vào được ấy, thì chúng ta sẽ vào trong này chẳng hạn. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ vào cái kết này nhá, kết này chẳng hạn, chúng ta sẽ thêm vào đây. Thêm vào cuối middleware. Viết tên nó vào. Đây cách dùng middleware trong một cái request đơn. Được chưa? Chúng ta thử phát nhá. Xong chưa? Cái gì đấy? Cái nào đây? Is mean it not exist à? Tôi chạy thử cái nhá. Clear. PPA. Lô có 8.000 này. Admin này. Bây giờ nếu mà tôi đăng nhập vào cái tài khoản author kia, author a@gmail.com đúng không? Phát là 123456 login. Thành công rồi. Một kết argument 1 pass to gì này? Gì này? Illuminate view given. À, các bạn có bị như này không? Ừ? Có bị như này đúng không? Chúng ta coi xem là nó xử lý cái này làm sao. Cái này là return redirect. Redirect. Ví dụ chúng ta sẽ tiến hành là lại không return được view à? Đâu nhỉ? Middleware đâu nhỉ? Đây middleware ESMin admin. Cái này không return được view à? Để xem nào. Thôi thì tạm thời chúng ta để return text vậy. Forbidden. Return respond cho đi view, chờ tí để tôi test đã nhé. admin.view. Tất nhiên nó pass qua thì chẳng được. Đây rồi, đây chúng ta sẽ sửa thành respond cho đến view cho đến admin 404. Thì khi mà các bạn không đủ cái điều kiện ấy, thì nó sẽ đẩy về đây, đẩy về cái giao diện này. Được chưa? Tí nữa tôi sẽ sửa lại cái này thành 403 chẳng hạn. Được chưa? Đây, đó là cái role này. Bởi vì cái role của chúng ta không lớn hơn 100. Tuy nhiên nếu mà tôi tiến hành sửa lại cái role của thằng user này, ví dụ lên 200 chẳng hạn. Được chưa? Nó thỏa mãn cái điều kiện là role lớn hơn 100 rồi đúng không? Được chưa? Thì chúng ta sẽ, khi mà sửa xong chúng ta sẽ được phép vào bình thường. Xong chưa? Cái gì mà access key on null? Rồi chờ tí coi nào. Cookie
và cái kiểu của thằng microwave nó chỉ mình thôi được. Thứ nhất là nó chỉ mình thôi, thứ nhất cái thứ đó là một là redirect, hai là mình thuộc dạng mình thôi cái hàm restore này đọc đi xong chưa? Không ra được chưa? Đấy là cách viết middleware. Các bạn sau này các bạn thích check cái gì thì check nhé. Các bạn thích check cái gì thì check, thích đặt vào đâu thì đặt. Bây giờ này, nếu tôi thích đặt cái ra cái middleware này cho toàn bộ phần admin làm nào, nghĩ thử coi nào. Tôi đặt toàn bộ cái middleware này cho phần admin thì sao? Mặt đừng thối hết tao. Tôi không thích tạo group. Channel ở đây. Như nào? Đâu? Đây à? Rồi sao nữa? Đâu? Làm gì có cái gì? Mình thêm vào. Để admin trừ mdd chẳng hạn như vậy. Rồi giờ sao? Cho đến có một ngoặc như này, phẩy đây đúng không, sau đó bê cái này vứt vào như này chẳng, này là xong à? Đoán gì? Nói thẳng thẳng đi, đoán điểm gì? Xong sao? Đưa vào round. Không. À. Thử nhá. Copy cái này. Được chưa? Copy cái này. Các bạn còn nhớ cái file nào để config cái file admin.php thành round? Ai cũng biết là file đấy nhưng mà quên mất nó là file gì. App service provider. Không phải. Route service provider đây rồi. Thấy cái đoạn map admin route này không? Kéo xuống dưới. Đây. Middleware web auth. Chúng ta hoàn toàn có thể nhét vào đây là is admin. Hoàn toàn thì nhét thêm vào đây như này, tức là nhét chỉ riêng có mỗi cái middleware cái thôi cũng được, hoặc là nhét lên một nhóm middleware cũng được. Được chưa? Thì chúng ta có thể viết như này hoặc viết thẳng như này, admin vào dd luôn. Được chưa? Như này thì tất cả sẽ chạy và chúng ta sẽ bỏ được cái phần này đi, bỏ phần middleware đấy đi. Chạy thử cái. Giờ tôi chỉ vào admin không. Không vào được đúng không? Cả trang không bao giờ chạy được.
Đây vào cái này thì được. Nhưng mà vào đến admin, vào được login, CP login thì vào được, bởi vì nó nằm bên bên cái file web.php mà. Nhưng vào đến admin là tèo, mặc dù login rồi. Được chưa? Không được phép vào đây. Thì chúng ta set cái middleware nó như thế này. Set vào cái route service provider đấy. Được chưa? Không nhỉ? Có chạy qua ai bị lỗi không? Mấy đứa có máy chạy được. Bị lỗi 4 phút vào. Cái gì? Được chưa? Không. Bây giờ các bạn viết cho tôi thêm một cái quyền nữa. Ví dụ các bạn thêm một tài khoản này. Thêm tôi một tài khoản vào trong này. Thêm tôi một tài khoản. Hoặc là ví dụ như thằng này các bạn có thể sửa nó thành, chúng ta sẽ có 3 tài khoản, 3 tài khoản. Là 3 role 100 là member, 300 là author, 900 là admin. Được chưa? Không nhận. Bây giờ thằng tôi sẽ qua cái gate, một cái round này, một cái hit của question này. Cái thằng 300 này thì nó được phép sửa bài viết nhưng không được phép sửa danh mục. Luôn. Thử xem làm nào. Có hoàn toàn thể sửa tạo ra một cái middleware set cái group cho thằng category nhé. Ở đây. Quan trọng mày thì chắc cái gái chứ mày cứ sát con trai vậy nó. Dùng seed tạo ra một cái user nữa, set cho nó cái quyền kia, ông kiểm tra xem nó, hoặc là sửa thẳng cái thằng author này thành role 300, sửa thành luôn 300. Sau đó là viết middleware và kiểm tra nó, nếu mà nó là bằng 300 ấy thì mình sẽ làm sao? Sẽ cho nó vào trong cái phần sửa bài viết. Còn nếu mà nó vào cố tình vào cái phần category thì không cho nó vào nữa là xong. Cái mà mình có hai cái thằng cũ ấy. Ừ. Cái nó comment nó vào. Còn cố chạy seeding nữa, email nó là unique rồi.
Xong rồi, cái này viết tí xong. Quyền này à? Author quyền tác giả. Không được phép sửa danh mục nhưng được phép sửa bài viết. Hả? Cái gì? Đã được phép thì ừ. Tôi nói là không được phép sửa danh mục. Được phép à thì ừ.
không nhá. Con ngà nó cứ ngồi nó ngắm cái gì không biết. Không chưa? Khó quá. Giật hết cả mình. Xong chưa? Trông khó khăn thế. Có một tí thôi mà. Mày chưa biết làm, mày không làm thì không bao giờ mày biết làm. Tất nhiên thế này bảo sao không tốt mãi. Được cả thằng này rồi, xong chưa? Xong chưa? Xong phần trên đi rồi. Đâu rồi?
Không, đi biết cô ra đâu. Biết cô ra kêu cậu đó. Bật cái gì là bài đi, hôm nay về nhà không biết. Thời cơ cái gì mà thời cơ. Thời cơ của ông thì nhiều lắm. Chỉ thế thôi ạ, à, nha. Cô có hiểu cái làm bài cái gì không? Tạo ra một cái bit đồ ra cho thằng OG. Vâng. Thế thì còn gì là luyện tập? Như vậy thì ở nhà xem clip luôn thì nó nhanh đỡ bị học. Thế cho nó buồn. Đến đây để làm, để còn có lỗi thì phải sửa với nhau. Chứ còn sửa luôn trên cái của tôi còn nói làm gì? Bây giờ nói là chắc chỉ là nhớ vẫn bước. Không đến lúc đi làm động vào người ta hỏi em biết Laravel, Laravel biết đâu làm nào, ngồi im luôn, cũng muốn đi làm, cũng muốn trải nghiệm, cũng muốn có tiền nhưng mà học đâu chịu học, thế chỉ không nhá. Ok, đi đâu rồi? Đấy đâu. Thế sao đi cùng em? Đây, tạm giờ đây, ta biết chưa? Nên đi áp vào đấy, không bỏ đi. Rồi, giờ sao? Biết sao đi cùng em rồi? Sao đúng? Gợi ý nhá. Bước 1 này. Đặt tạo. Tạo ra biết đồ web bằng câu lệnh gì? Tạo ra biết đồ web bằng câu lệnh gì? À, tạo ra biết đồ web bằng câu lệnh gì? PHP artisan make biết đồ web tên xong. Bước 2 là viết code cho nó đúng không? Viết code ví dụ đến đây là is author chẳng hạn. Chúng ta sẽ viết code ở trong cái file gì? App này, sửa HTTP này, sửa middleware này. Sửa is author này. Đấy, bước 2. Bước 3 là đăng ký middleware này với cái kernel .php đúng không? Cái file này ở app http kernel. Được chưa? Bước 4 là áp dụng thì chúng ta có nhiều cách. Cách thứ nhất là gom, chúng ta có một cái round 2.2.group một mớ vào, và trong cái group này chúng ta có một cái array, chúng ta để đây làm cái element, đây là middleware. Rồi viết xuống dưới, gửi xuống dưới này. Trong group này chúng ta sẽ có một cái mảng, trong cái mảng phải có cái cho element là middleware. Bằng với một cái mảng khác, hoặc là bằng nếu mà có chỉ các bạn chỉ có một thôi, muốn áp dụng một thôi thì bằng với cái tên này, cái tên nó đăng ký ở trong này, ví dụ như kiểu là is_author như này, sau ở trong mình viết phần sự bình thường, còn lại group.
Hoặc nếu mà áp dụng cho đơn cho một cái round thôi thì chúng ta việc trỏ đến cái đồ que. Bấm vào hoặc đây là cái đồ que đấy. Đúng vậy. Nếu muốn áp dụng cho nguyên một file round thì chúng ta vào trong cái app service. Round service provider. Và ép cho cái phần map của cho cái hàm map của cái file này ép vào là xong. Đây là ba cách áp dụng cái middleware. Bất cứ cái gì của category không được phép vào. Xong chưa? Phần này code thì cực kỳ dễ luôn. Rồi để tôi tạo ra một cái mới. PHP artisan make middleware. Chứ middle viết như nào nhỉ? Middleware cache is author. Xong. Chúng ta chỉ đơn giản ở đây là kiểm tra thôi.
Ví dụ như chúng ta sẽ có đoạn code là nếu mà user role mà lớn hơn 900, mà lớn hơn 300 thì request next. Còn nếu nhỏ hơn thì chúng ta lại giống mình kia là return response ra cái view nào đấy bị lỗi. Nếu thích thì truyền value ra cũng được. Được chưa? Sau đó chúng ta đi copy cái này, đăng ký với thằng kernel. Thì vào kernel, đăng ký với nó, duplicate thằng này lên là eAuthor. Và chúng ta chuyển xuống đây là isAuthor class. Đấy, thế là xong. Và bây giờ muốn áp dụng cái thằng isAuthor này với cái thằng route của thằng kết cái gì? Đây đúng không? Kết đây là bằng này thằng kết. Đây bằng này thằng đúng không? Chúng ta tiến hành cut nó đi. Chúng ta có route group. Chúng ta có prefix. Prefix tôi để là category kết phẩy middleware bằng với is author. Function trong này chúng ta viết lại cái mới vừa rồi. Oh shit, cái gì đây? Điên à? Chúng ta sẽ xóa cái kết ở trong những thằng này đi, thằng này tôi chuyển thành sược, thằng này thì tôi sẽ chuyển thành cũng được. Đấy cũng là một cách, nếu các bạn không muốn viết thì có thể làm theo cách này. Đấy, thế là xong. Group nó bằng là tất cả các thằng này thì đều phải nhét vào trong cái is author này. Đúng nhỉ, kernel rồi is author. Đó, xong. Tôi test phát. Ví dụ thằng này đang là 300. Được chưa? Thì tôi sẽ tiến hành kiểm tra xem nó vào được admin không. Vào được đúng không? Nhưng vào danh mục. Cái này thiếu cái auth. Cái này thiếu cái auth. Copy này. Vứt vào đây này. 404 này. Kết sược add 404 nốt này. Được chưa? Nhưng mà nếu mà tôi để nó là thành 400 chẳng hạn, 400 thì nó sẽ chắc chắn nó vào được luôn. Không chưa? Đấy là cái phần middleware của chúng ta. Có bằng này bước không? 3 bước chính. Một bước là code thì cái đấy là phụ thuộc vào cái logic của các bạn. Xong chưa? Đẩy code lên nha. Code đi, thò tay vào một code. Tầm này thì còn lười rồi, tôi cũng chịu. Rồi. Xong chưa? Check đi, xem xong chưa? Đi về chỗ. À, xong đi rồi tôi sẽ dạy các bạn tiếp cái phần comma.
Đúng rồi. This argument. This choice before Dora, this choice in argument. Argument là rồi. Rồi. Xong mình đăng ký với thằng kernel. Yeah. Ok, rồi. Chúng ta sẽ tiến hành làm cái comment như sau. Sang phần mới nha. Rồi, nó sang phần mới, phần comment. Cái này nó sẽ liên quan đến cái job của các bạn. Comment như sau. Ví dụ như chúng ta có để, chúng ta có cái PHP artisan gì đấy không? Được chưa? PHP artisan này. Thì những cái này, những cái câu lệnh PHP artisan này, thực ra khi mà chúng ta gõ nó chạy trên comment line thì chúng ta nó thực tế là nó đã có một cái đoạn PHP hoặc là cái đoạn code gì đấy nó chạy tương tác với cơ sở dữ liệu hoặc là tương tác với file vật lý ở đây rồi, được chưa? Thì bây giờ chúng ta cũng hoàn toàn có thể tự mình tạo ra một câu lệnh addition như thế này để sau này nó phục vụ cho cái việc là chạy schedule hoặc là chạy job của chúng ta, nó không cần phải làm gì thêm, được chưa? Thì chúng ta sẽ làm những cái việc như sau. Thứ nhất, chúng ta tạo ra một câu lệnh comment. Một, tạo ra câu lệnh comment. Đó là câu lệnh comment. Hai, bắt đầu là viết code. Viết code cho câu lệnh comment thì bao gồm những công việc như sau. Thứ nhất là định nghĩa câu lệnh comment của chúng ta là gì. Tiếp theo, config những cái param. Param là các loại là tham số cho câu lệnh này. Thì giờ ví dụ như chúng ta có make migration đấy, đúng không? Sau cách trong cái là phía sau ta viết cái tên file nào dài mắc nào, đúng không? Thì ý nghĩa của nó là cái đoạn dài mắc ở phía sau đấy nó chính là một cái tham số, sau này những cái file của chúng ta sẽ sinh ra dây dựng ở cái tham số đấy, đúng không? Thì ở đây chúng ta cũng có config cho từng param. Tất nhiên param ở đây nó có hai loại, param là required và param là optional, được chưa?
và còn thêm nhiều loại require và đàn khác nữa không? Bằng cái ví dụ như chúng ta có cái trừ trừ create này, bằng cái gì đấy chúng ta có thể tóm được cái giá trị của cái thằng value sau đó vứt vào để xử lý. Tiếp theo là viết code logic. Logic xử lý cái gì đấy cho cơ sở dữ liệu hay là cho file của chúng ta. Ba, đăng ký với kernel comma và sau đó là dùng. Đây là ba bước trình của việc tạo ra code comma của mình. Được chưa? Và chúng ta còn có cả cái schedule luôn này. Schedule luôn này. Là nó sẽ tự động auto chạy câu lệnh này bao nhiêu lâu trên một lần. Được chưa? Thì tôi sẽ tạo ra một cái comment như sau. Tôi delete cái này đi. Đây, để tạo ra một câu lệnh comment mới. Thì chúng ta trước hết phải kiểm tra xem cái gì nhỉ, những cái câu lệnh comment cũ của chúng ta là gồm có những cái gì. Thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Tạm thời tôi bỏ cái này đi. Rồi, chúng ta sẽ PFP artisan enter xuống. Thì ở đây nó sẽ hiển thị ra một loạt các cái câu lệnh comment của chúng ta, đúng không? Đây là những câu lệnh comment sẵn có của Laravel, chứ chẳng ai động chạm gì vào đây của nó cả. Được chưa? Đây câu lệnh sẵn có này. Tiếp theo chúng ta tạo ra câu lệnh comment của chính mình bằng cách là PHP artisan make hai chấm comment. Có nhìn thấy gì không nhỉ? PHP artisan make comment cách tên của comment của chúng ta. Ví dụ như đây tôi viết là user generate, tức là tự sinh ra một cái comment. Xong chưa? Sau khi sinh ra rồi các bạn sẽ kéo vào trong thư mục app console comment sẽ nhìn thấy cái user generate ở trong này. Mở xem có. Có. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong này nó có những cái thông số signature này, comment name, comment description, rồi hàm handle. Được chưa? Hàm handle nữa. Thì tôi sẽ giải thích như sau. Đầu tiên là cái signature. Cái signature nó chính là cái đằng sau của cái PHP artisan mà chúng ta phải viết. Được chưa nhỉ? Thử nhá. Ví dụ ở đây tôi viết là Z. Tôi viết đơn giản là Z 2 chấm user trừ generate. Đơn giản như này thôi. Tiếp theo là thằng comment này. Comment description là cái đoạn mô tả ở phía sau á. Nó chính là cái đoạn mô tả ở đây này. Đây chính là cái đoạn này. Còn signature nó chính là cái đoạn đằng trước này. Được chưa? Còn cái đoạn description nó chính là cái đoạn đằng sau này. Bây giờ chúng ta sẽ mô tả đây là tự tạo thêm một người dùng random trong cơ sở dữ liệu. Được chưa? Ở đây chúng ta sẽ có cái câu lệnh để hiển thị một cái text ra ngoài cái phần comment này. Thì chúng ta sẽ có là $this trở đến info. Đây chúng ta là text ở trong này. Ví dụ thành công. Xếp xuống. Được chưa? Kéo
Tôi đặt Z để cho nó là cuối cùng. Cuối cùng của bảng chữ cái thì chúng ta khi mà PP Artisan nó sẽ hiển thị ngay ở trên đầu của chúng ta, ngay gần cái chỗ text của chúng ta thì nó dễ nhìn hơn. Xong chưa? Có 3 dòng code rồi, rất dễ. Tiếp theo đến kernel này. Sửa tiếp đến kernel này. Kernel này chúng ta đơn giản là sược app, sược command gì nhỉ? App console. Chúng ta sẽ là ở trong cái thư mục console có cái kernel ấy, thì chúng ta sẽ để đây là sược app, sược console, sược command, sược generate user 2.class. Thế là đăng ký xong và được phép sử dụng cái command này. Gì? À, ở đây, đây user generate. Đặt đây có chết không? Sau này tôi thích thêm ra. Đây là cái mảng mà tôi thích phẩy hay không phẩy là việc của tôi chứ. Tôi vẫn phải chế bình thường. Còn cái này tí nữa sửa. User generate. Đâu nhỉ? Đây. Xong chưa? Xong đến đây chúng ta test luôn. Clear đi. PHP Artisan tab. Chưa nhìn cái Z đi không? Z 2 chấm user generate. Ở đây là tự tạo thêm một người dùng random trong cơ sở dữ liệu. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có chạy cái lệnh là PHP Artisan Z 2 chấm user chữ generate. Enter xuống. Thấy cái chữ thành công này không? Nó chính là cái info này chúng ta vứt ra ngoài. Cái này nó chỉ là công cụ. Bạn có rất nhiều trường hợp cần phải tạo cái này. Ví dụ bây giờ chúng ta đang có chỉ có 2 user nhé. Đúng chưa? Nếu tôi muốn thêm một thằng user nữa với role là 100, chẳng hạn tạo tay ấy, tôi hoàn toàn có thể chạy một câu lệnh, tôi tạo một user trong cơ sở dữ liệu luôn. Xong chưa? Đây là một file. Cái nữa là gì? Tôi chạy duy nhất một câu lệnh, tôi gửi mail với tất cả các thành viên ở trong hệ thống của tôi. Xong chưa? Được không? Được chứ? Tại sao không? Làm gì nữa? Tôi tạo một câu lệnh, tôi xóa tất cả những cái file ảnh trong hệ thống mà nó không thuộc về sản phẩm nào, không thuộc về user nào. Nó thừa mà. Bây giờ làm để làm cho hệ thống nó giải phóng bộ nhớ đi, nó xóa bớt đi. Cái này nó chạy ngầm mà chẳng ảnh hưởng đến ai. Được chưa? Còn rất nhiều trò có thể làm nữa. Ngoài ra chúng ta có thể là setup một con job, một cái scheduling nào đấy ở bên Windows của các bạn. Sau đó tiến hành là thực thi một cái câu lệnh ở trong này hàng ngày vào 12 giờ
để gửi thông tin của hệ thống, những cái bài viết mới của hệ thống cho khách hàng xem. Đấy gọi là email marketing đấy. Ra tiền hết mà. Được chưa? Hết phim. Rất nhiều thứ để dùng cho cái câu lệnh qua mặt này. Đây là chúng ta mới định nghĩa ra và tiến hành, và mới tiến hành kiểu dạng là chạy được đã. Thứ nhất là định nghĩa được và chạy được, hiển thị được tích từ trong cái công bằng này ra. Thì chúng ta định nghĩa ra ở đây như sau. Cái signature, các bạn biết rồi, tôi nói rồi. Cái description là tích ở bên cạnh. Tiếp theo phần handle, cái phần hàm handle là cái hàm sẽ xử xử lý code cho thằng này. Đấy chứ nhỉ? Xử lý code cho câu lệnh này. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái câu lệnh tương đương với việc là hiển thị một cái người tạo ra câu lệnh mới để hiển thị người dùng với một cái email random và một cái role do chúng ta tự định nghĩa ra. Thì ví dụ như tôi sẽ có cái câu lệnh như sau. Tôi thêm cái trừ trừ vào đây. Để tôi coi là xem cái trừ trừ nó định nghĩa ra đâu. Đây là trừ trừ Q. Xem là trừ trừ Q này. Tôi có cái này. Lấy cái này gọi là cái gì nhỉ? Option. Option. Đây, this option. Rồi. Chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có cái trừ trừ ở đây, nó mở ngoặc. Đây là nhận tham số này, ví dụ chúng ta để là email. Email này. Được chưa? Xong chưa? Đây tôi để email này. Thì chúng ta sẽ viết ở trong này như sau. Để lấy ra được cái giá trị của cái biến email kia, chúng ta sẽ $this trỏ đến argument email. Như này. Thử nhá. Đây ở trên này nó đóng mở ngoặc email này. Giống round. Ở trong này chúng ta sẽ lấy ra cái giá trị người ta điền vào đấy bằng cách là this trỏ đến argument email. Giờ chúng ta test này. PHP artisan z 2.usergenerate, đây là kiện th32a+gmail.com. Chúng ta nhìn thấy cái gì đây chưa? Đúng chưa? Bằng chính cái gì chúng ta vừa mới viết ra. Đúng không? Nhưng nếu bây giờ chúng ta chạy cái câu lệnh này, nó sẽ báo lỗi ngay. Missing cái email. Đây là tham số truyền vào trong cái câu comment. Tuy nhiên tham số này là tham số bắt buộc. Được chưa? Nốt lại. Đây là đóng mở ngoặc. Tham số bắt buộc. Đây là param 1 chẳng hạn. This cho đến argument string param 1 như này. Được chưa nhỉ? Tuy nhiên nếu mà chúng ta sẽ có thể là lấy cái này vào hỏi chấm. Lấy này vào hỏi chấm. Hoàn toàn có thể lấy ra được. Hỏi chấm thì nó ở trong cái round thì nó cái gì hỏi chấm ở phía sau thì nó đặt là cái gì? Optional, đúng không? Có cũng được, không có cũng chạy. Thì chúng ta có thể chạy lại cái câu lệnh đấy như sau. Vẫn chạy đúng không? Chẳng qua là nó không hiển thị cái gì thôi. Được chưa? Thì đây là cái param mà có cái optional thì thêm cái hỏi chấm vào. Nếu không nghiền gì thì bằng dung. Chúng ta có loại tham số
Optional thứ hai đó là đóng mở ngoặc. Đóng mở ngoặc trừ trừ param 3. Param 3 bằng cái gì đấy. Ví dụ như sau. Đâu nhỉ? Optional đây này. ID bằng sao? Ở đây ID bằng chứ. Chờ tí nhá. Lấy Q bằng. Đây, param bằng. Đây là tham số không bắt buộc được đặt tên, lấy ra bằng $this cho đến option đóng mở ngoặc là trừ trừ param hay sao nhỉ? Rồi. Như này. Chúng ta hoàn toàn có thể để đây là một cái là không, cái này để bắt buộc phải random rồi. Email thì random này. Đây chúng ta có thêm một cái nữa là trừ trừ role bằng 3 chẳng hạn. 300 à 100. Role default là 100. Còn nếu không điền thì là bắt buộc phải điền vào. Còn nếu đã điền vào đây thì nó sẽ bắt auto bằng, nếu mà không điền cái này thì sẽ auto bằng 100. Được chưa? Giờ chúng ta test. Đây là email này, email là 1 này. Sau đó tôi lock thêm một cái nữa đây bằng role. Đây là option role. Option role. Nó thử cái nhá. Nếu mà không có viết cái gì. Ôi giời ơi. Array to string conversion. Là cái nào ta? Chờ tí nhá. This option. À đây, option. Không có chữ SC. Ý quên. Đây, không có SC. 100 rồi đúng không? Còn email không có thì bằng rỗng. Nhưng mà nếu mà tôi artisan user generate hiện th32 a@mail.com cách 300 à nhầm trừ trừ role bằng 300 thì sẽ là thiện th32 a@gmail.com role bằng 300. Xong nhỉ? Bây giờ chúng ta có gì? Khi mà muốn tạo một cái user thì chúng ta sẽ có là $email bằng, nếu mà this trở đến argument cho cái email mà bằng với string rỗng thì tiến hành gì? Ở trong cái phần database seeder tôi có sử dụng thằng faker đúng không? Đây. Không dùng faker à? Post. Đây đây faker đây. Đây chúng ta sẽ có thằng faker ở trên này. Faker factory create. Và sau đó ở trong email này tôi sẽ có là faker cho đến email. Xong. Xong ý. Email password bằng gì? Hash make 123456. Xong. Đây là cái password. Rồi còn role. Đây là cái gì? Username đúng không? Name chứ. Name thì bằng faker cho đến name. Đúng chưa? Xong rồi tôi sẽ có lại cái $model$user bằng new app 2.user sược app 2.user. Bây giờ là user để user email. User trở đến email thì bằng cái này. User trở đến password thì bằng cái này.
Tiếp theo email trở đến role. Email trở đến role thì bằng cái this optional role. This optional role. Còn field gì require nữa không nhỉ? Ok, nó đi bằng đấy đi. Chúng ta sẽ có tiếp là $user trở đến save để lưu xuống. Và chúng ta sẽ tiến hành if user save. Nếu mà save thành công thì chúng ta sẽ là $this trở đến info bằng succeed với cái email với cái $user trở đến email và trừ cái $user trở đến password. Xong à, thôi succeed chấm than đi. Đoạn này tôi sẽ tách ra sau, duplicate cái này lên, vệt cái này xuống. Xong else $this info sẽ là fail. Xong test thử cái nhá. Test Gmail role 300. Úi dồi ôi, unexpect chấm phẩy thiếu dấu chấm ở đây. Đó à, vẫn thiếu nhở, mình thiếu chấm phẩy đâu mà lắm. Không thấy thiếu ở đâu, không biết là lỗi ở dòng bao nhiêu. Syntax error unexpected chấm phẩy, có thể là do cái này use faker factory use faker. Use app sure. User. Vậy thằng này bỏ đi. Faker sure factory create new. Không phải new. Đây á. À đây thiếu. Thiếu đúng không? Hai chấm bằng this argument email. Bảo sao mình thấy nó cứ lỗi. Đây. Clear. App. Thiếu hash. Úi giời ơi. Name doesn't default value. Chưa có. Xong. Test Gmail mình nghịch ngu ấy. Đáng lẽ phải hiển thị cái password là 123456. Được chưa? Tôi copy cái này nhá. Tiến hành log out ra của trang này hoặc là kiểm tra ngay đây cho nhanh. Load. Cái gì thằng của nợ gì này, test email này. Null này, remember token null này. Load bằng 300. Tiếp theo tạo thêm một tài khoản nữa. Tôi sửa lại code này. Pass là bằng 123456. Như vậy thì chúng ta sẽ có thể là viết lệnh mail của Dũng là gì. Dũng L V H 9. Hả? Cái gì không? Tôi tạo bừa mà, tôi tạo bậy ra đây một cái user mà thằng này thường dân cho 100. Enter.
xong reload Dũng LV xong chưa, xong con măng được chưa? Đấy là cái tôi cốt đẩy cốt ngay lên nha, xem các bạn có ngấm được không. Ôi dồi ôi. Ừ, không cho về. Về sớm về muộn nửa tiếng thì làm được cái gì? Vâng, đây này, trong này nó còn có cả ask. Khi mà gõ xong thì chúng ta hoàn toàn có thể là tạo ra một câu hỏi để cho người ta viết cái câu trả lời vào trong này như bình thường, và gắn cái kết quả bằng vào một cái biến. Đó, rất dễ. Secret thì password không hiển thị. Confirm, yes, no. Auto completion là chỉ được chọn một trong hai thằng này thôi, một trong ba thằng này và giá trị default. Đấy, có vậy thôi mà dễ ợt. Đây là error này, chúng ta có info, error, line. Đấy, rất nhanh. Chẳng có cái vẹo gì cả. Úi giời, tớn lên. Task schedule. Hôm trước giả Dũng 100 đi nhỉ? Hả? À, chuyển rồi. Chuyển ngay rồi. Quên, mình phải đi đòi thì kiếm 100. Thế đánh đá vãi trưởng. Thank you.
Xong chưa các thánh? Về những cái gì là tham số thì lấy ra là những option. Con nhìn thấy cái nào? Con nhìn thấy cái nào? Cứ cái nào có cái trừ trừ này như này thì mới lấy ra bằng cái option này. Trừ trừ bằng này. Vâng. Kính chào các bạn, tự viết cho mình một câu comment làm gì nhỉ? Tạo một post mới hoặc gì đấy nhỉ? Theo đề hoặc tự chọn. Tôi đã bao giờ tôi mua được cái máy Windows cho nên tôi mua toàn cái schedule của Windows. Còn ở trong này cũng chạy. Trên này setup cùng luôn đấy. Máy chủ lắm. Máy này mày cứ mấy tệ mà có tiền mua hay cái đâu đó. Thank you.
Giờ đăng ký được mấy môn? Dạ. Giờ đăng ký được mấy môn? Không, không, không rồi. Không xong hết rồi ạ? Vâng. Thế ra trường có gì đó? Dạ. User local being.